Chuẩn bị giao hàng cái máy phân bàn KTK Elri 16A cho khách. Không quay mà có gì đâu, đâu thì đã anh đi đi thì anh đi. Đây là máy khoan bàn 16mm ha. Đây. Thì nó sơ qua cái dòng máy khoan bàn của Đài Loan, loại mà truyền thống, nó khoan bàn truyền thống ha. Thì là nó vận hành manual, thì ăn phôi bằng tay. Thì mình mới vừa cho lên xe một cái con ca hiệu KTK Elri 16A. Thì nó có chiều cao là 1m1 giống như cái kiện này nè. À quên. Để bật đèn lên cho nó sáng tí ha. Ờ thì cái máy phân bàn KTK thì mình là đại lý độc quyền ở đây tại Việt Nam. Rất là nhiều máy, cuối năm thì mình kho thì tương đối nó bán cũng nhiều, nên kho nó tương đối là nó tống. Nhờ khoảng 50 ngày nữa thì hàng nó về, mình sẽ về có về một công khoảng mấy chục máy đó. Khi đó mình sẽ làm một cái clip khác ha. Thì mình giới thiệu sơ qua thì hiện tại trong kho mình còn rất là nhiều cái dòng model, từ máy phân bàn manual truyền thống từ nhỏ đến lớn, như cái con này là Elri 13A, nó khoan tối đa từ 1 ly tới 13 mm ha, trên thép. Rồi cái dòng nãy này là máy Taro ly hợp, máy khoan tốc độ cao và nhỏ từ 1 ly cho tới 6 ly. Đây là những cái dòng mà khoan 16 ly, từ 3 ly tới 16 ly. Hồi nãy mình mới lên xe một giao cho khách một con rồi đó. Còn những cái máy cao to này là những cái dòng khoan lớn, có khả năng khoan được 30 ly, 25 ly, 32 ly nhân dân. Còn những cái dòng này là có chức năng taro. Hiệu KTK Đài Loan. Thì ngoài việc cái là đại lý độc quyền của cái hãng KTK này thì mình cũng sẵn đây mình quay mình giới thiệu luôn. Mình còn phân phối thêm những cái dòng máy khoan từ Baobo xuất Anh Quốc đây. Đó, rất là nhiều ha. Rồi. Còn nữa. Máy khoan từ ngoài máy phân từ nữa thì mình cũng có phân phối luôn cái dòng máy mài hai đá của thằng Đài Loan Sinh Tuôn đây. Rất là nhiều luôn. Đây là hàng mình đã bán rồi nè, nhưng mà chưa có giao. Khách hàng nó đã chuyển tiền hết rồi, giữ máy. Đây, dịp cuối năm nó sang sau khi ăn Tết xong á, họ mới lấy máy, giao thầu mà. Đây. Đây là mình để riêng cho khách hàng. Gồm có hai cái chân đế và hai cái chân máy đây. Rồi, xin chào mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người trong một cái video tiếp theo ha. Khi nào hàng KTK về á, mình sẽ làm một cái clip